Thỏ Nhí chào các bạn. Để mở đầu cho buổi đọc thơ ngày hôm nay, Thỏ Nhí mời các bạn cùng hát chung bài hát Cô Giáo Em của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Các bạn vừa được nghe bài hát gì? Và trong bài hát có nhắc đến ai? Các bạn ơi, cô giáo là người luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta. Vì vậy, các bạn phải luôn yêu thương, vâng lời và biết ơn cô giáo. Cô giáo dạy chúng ta rất là nhiều điều. Để biết cô dạy những điều gì, thì mời các bạn lắng nghe Thỏ Nhí đọc bài thơ Cô Giáo Của Em, tác giả Chu Huy. Bài thơ Cô Giáo Của Em. Cô dạy em xếp hàng, bạn sau nhường bạn trước, cùng nhau đi điều bước, ngay ngắn và nghiêm trang. Rồi cô kể chuyện thỏ, chuyện bắt gấu, chuyện voi, chuyện nhổ cây củ cải, cho cả lớp cùng chơi. Chúng em ngồi thành hàng, học chữ qua hình vẽ, chữ O hình tròn nhé, chữ O hình cái ô. Em yêu cô giáo thế, như yêu mẹ của em, thì thầm em gọi nhỏ, cô giáo hiền của em. Các bạn vừa nghe Thỏ Nhí đọc bài thơ gì? Đó là bài thơ Cô Giáo Của Em, tác giả Chu Huy. Hằng ngày đến lớp, cô giáo dạy chúng mình rất là nhiều điều. Dạy chúng mình ngồi ghế, xếp hàng, rồi dạy viết chữ, và còn kể chuyện cho chúng mình nghe nữa. Vậy hằng ngày đến lớp, chúng mình được dạy dỗ và học rất nhiều điều như vậy, thì các bạn có thích không? Bây giờ, Thỏ Nhí mời các bạn đọc bài thơ Cô Giáo Của Em cùng với Thỏ Nhí nha. Bài thơ Cô Giáo Của Em. Cô dạy em xếp hàng, bạn sau nhường bạn trước, cùng nhau đi điều bước, ngay ngắn và nghiêm trang. Rồi cô kể chuyện thỏ, chuyện bắt gấu, chuyện voi, chuyện nhổ cây củ cải, cho cả lớp cùng chơi. Chúng em ngồi thành hàng, học chữ qua hình vẽ, chữ O hình tròn nhé, chữ O hình cái ô. Em yêu cô giáo thế, như yêu mẹ của em, thầm thì em gọi nhỏ, cô giáo hiền của em. Bài thơ Cô Giáo Của Em vui tươi và tình cảm. Vậy chúng mình phải đọc với giọng truyền cảm và thân thiết. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Cô Giáo Của Em.
Cô dạy em xếp hàng, bạn sau nhường bạn trước, cùng nhau đi điệu bước ngay ngắn và nghiêm trang. Rồi cô kể chuyện thỏ, chuyện bác gấu, chuyện voi, chuyện nhổ cây củ cải cho cả lớp cùng chơi. Chúng em ngồi thành hàng, học chữ qua hình vẽ. Chữ O hình tròn nhé, chữ O hình cái ô. Em yêu cô giáo thế như yêu mẹ của em. Thầm thì em gọi nhỏ cô giáo hiền của em. Cô giáo là người mẹ thứ hai của chúng ta. Cô dạy chúng ta học, còn chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho chúng ta nữa. Vì vậy mà chúng ta phải yêu quý và biết ơn cô giáo. Buổi học thơ đến đây xin tạm dừng. Thọ Nhí chúc các bạn học giỏi, vâng lời thầy cô và ba mẹ.